Alo, Quang Đỗ xin chào các bạn trên Face và cả ngay cả YouTube. Trong những ngày xuân, Quang Đỗ nói chung là cũng mong muốn rằng để có đôi lời chúc sức khỏe trực tiếp các bạn trong nước cũng như ngoài nước mùa xuân 2023 này. Chúc là các gia đình Facebook và YouTube có sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, thành công trong mọi lĩnh vực. Riêng các nhà thơ mà Quang Đỗ đã từng phổ nhạc thì cũng xin chúc các bạn nhà thơ có những tác phẩm mới rất là tự nhiên trong cái cuộc sống và từng cái thời điểm trong cái cuộc sống của mình, tình yêu, quê hương và nói chung là tất cả mọi thứ mà anh em mình muốn chia sẻ trong cái những tác phẩm văn thơ. Riêng mình thì có bốn câu thì một thứ thì Quang Đỗ cũng phổ thơ được, nhưng mà nói chung là cũng không đáp ứng lại kịp thời cho các nhà thơ. Hay dở thì nói chung là cũng là tấm lòng bản thân của mình, mong cho các bạn nhà thơ rất hết sức thông cảm, ngay cả là các nhà thơ mà đã từng xuất chúng, những nhà thơ coi như là đã tuyệt vời cho cái nền văn thơ trong nước và ngoài nước. Thì Quang Đỗ có mạo muội là coi như là phổ thơ, coi nói chung là phá thơ. Có nhiều khi nhà thơ cũng không vừa ý với những cái giai điệu mà coi như ngẫu hứng thôi. Ở đây là mình chỉ phổ thơ ngẫu hứng. Trong những ngày Tết này thì nói chung là Quang Đỗ cũng rất là bận biểu, không mình đang ngồi ở nhà nghỉ đây, mình đang ngồi nhà nghỉ trực tuyến đây. Và hôm nay nói chung là mình cũng tranh thủ để mình nói đôi lời cho chúc đến sức khỏe gia đình Facebook cũng như các nhà thơ mà mình đã từng phổ thơ và phổ nhạc. Mong các bạn hết sức thông cảm và chúc trong năm mới là có những bài thơ, có những tác phẩm hay, và ngay cả bản thân mình cũng phấn đấu làm sao có những giai điệu ngẫu hứng. Ở đây là một coi như là mình hát liền, mình hát liền. Nếu như mình không làm clip ấy, thì mình sẽ quăng lên, mình bốt lên là coi như trong giữa chừng nửa tiếng đồng hồ là coi như là đã xong với cái bài hát đó, và ngay cả YouTube. Thì nói chung là mình không muốn tài ba gì, mình không phải là mình nói đây là thú lộ được, nhưng mà mình khoe khoang. Nhưng mà đó là thực tế, là đánh vui kích mình ăn liền để cho nó vui thôi, cho anh em đừng có để dành. Riêng bản thân mình rất buồn là coi như là khi mà mình gửi bài cho các nhà thơ mà coi như cứ để dành là mình rất buồn. Khi mà mình đã gửi cho các bạn rồi trên Messenger rồi, là các bạn cứ đưa lên cho nó vui, còn nếu các bạn không đưa lên nữa thôi các bạn hủy để cho mình biết, hủy đi chứ đừng có để dành, tại vì nó là từng thời điểm mình muốn mà mình dân liền. Mình cũng phấn đấu là coi như mặc dù cái bài thơ đó có nhạc sĩ đã phổ nha rồi, nhưng mà mình muốn phổ theo ý của mình. Nếu mà bạn thấy được thì bạn cứ đưa lên, còn không thì thôi, chứ bạn đừng có chồng chéo là coi như là nể nang người này nể nang người nọ, nên không được, không phải như vậy. Đây là phải cuộc thi mà đây là ngẫu hứng của anh em mình, hay dây dở thì thôi mình cố gắng lên đại, ai xem thôi, có gì đâu. Cho nên là có một số anh em rất kỹ lưỡng vấn đề đó, tôi mới quăng thơ lên rồi, tôi mới viết bài này lên rồi mà giờ quăng lên nữa, không ai coi. Cuộc sống mà người này không coi người khác coi đó. Cho nên là các bạn đừng nể nang vì cái chuyện đó. Anh nó phổ bài thơ đó rồi mà ông Quang Đỗ này ông khùng nữa, sao mà ông còn phổ nữa đó. Cho nên là coi như là mình nói đây mình nói vui, mình cởi mở, hết sức cởi mở. Các em đừng để dành, bản thân mình phổ cho các em nhanh như thế, các anh cũng quăng lên, còn các anh cũng quăng được thôi đó. Cho nên là mình nói đây là nói với cái tâm tư tình cảm của mình thôi đó. Trên Face mà nó là ảo thôi đó. Anh lấy cái nick đó anh để lên thì chả ai biết anh là ai đó. Nhưng mà ở đây mình vui, vì vấn đề vui thôi. Xin ngắn ngủi với đôi lời một lần nữa chúc các anh em mình thành công trong mọi lĩnh vực, vạn sự như ý trong năm mới. Xin chào.